Chào mừng các bạn đã quay trở lại Em Invest. Mình là Huyền, thư ký của anh Minh. Do hôm nay anh Minh có việc bận nên mình xin phép gửi đến các bạn những thông tin được cập nhật trong tuần. Nếu các bạn là những cái bạn trader mới mà đang cần cập nhật những cái thông tin về thị trường vàng, thị trường dầu, thị trường Bitcoin hay đơn giản là những cái cặp tiền thì các bạn thể tham gia nhóm Private 1 và cái nhóm Private 2 cùng với mình. Xin lưu ý đây là hai nhóm miễn phí, mình không thu bất cứ một khoản phí nào cả. Và để tham gia thì các bạn có thể kéo xuống phần mô tả dưới bất cứ cái video nào của mình trên YouTube, bấm vào cái phần link đăng ký form hỗ trợ trader mới miễn phí. Hoặc đơn giản hơn là các bạn thể nhắn tin cho mình theo số điện thoại là 0969 156969 thì mình sẽ bảo các bạn thư ký add các bạn vào nhóm. Và với những bạn mà muốn nâng cao thêm kiến thức thì các bạn thể tham gia vào cái khóa học do mình dạy online về phân tích những cặp tiền và vàng ở trong khung thời gian ngắn hạn. Các bạn có thể đăng ký với mình theo số điện thoại là 0969 156969 để các bạn thư ký sẽ hoàn tất thủ tục ghi danh cho các bạn. Và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với cái nội dung của video cho ngày hôm nay. Đầu tiên là với DXY. Chỉ số DXY giảm 0,37% xuống mốc 103,15. Trong phiên giao dịch vừa qua, đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố. Thông tin cho thấy bảng lương tư nhân tăng ít hơn so với dự kiến trong tháng 8. Dữ liệu kinh tế ảm đạm đã làm tăng thêm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ ngừng tăng lãi suất trong thời gian tới, cũng như Ngân hàng Trung ương sẽ kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách lãi suất. Điều này diễn ra sau bài phát biểu mới đây của Powell tại hội nghị chuyên đề kinh tế ở Jackson Hole. Thị trường hiện tại đang chờ đợi dữ liệu báo cáo việc làm tháng 8 sẽ được công bố vào ngày mai để nắm rõ về tình hình thị trường lao động do lãi suất hiện vẫn đang ở mức cao. Báo cáo việc làm quốc gia của ADP vào ngày hôm qua 30 tháng 8 cho thấy rằng bảng lương tư nhân đã tăng 177.000 việc làm so với tháng trước. Trước đó, các nhà kinh tế dự báo việc làm tư nhân sẽ tăng thêm 195.000. Công cụ FedWatch CME cho thấy có tới 88,5% khả năng rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới và 47% xác suất sẽ tăng lãi suất từ 25 đến 50 điểm vào tháng 11. Các dữ liệu khác cho thấy trong quý 2, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ chậm hơn so với dự đoán khi các doanh nghiệp thanh lý hàng tồn kho. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với vàng. Trong những ngày vừa qua là đợt sóng tăng liên tiếp của vàng. Vàng đã tăng hơn 100 pip trong buổi tối ngày hôm qua và hơn 300 pip so với đầu tuần. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những tin tức không mấy khả quan của nền kinh tế Mỹ dẫn đến sự suy yếu của DXY. Và đây là nguyên nhân chính dẫn đến giá vàng tăng mạnh trong khoảng thời gian gần đây. Theo Chủ tịch Hội đồng Vàng Thế giới, vàng sẽ tiếp tục khẳng định là một kho lưu trữ giá trị toàn cầu, thu hút một thế hệ nhà đầu tư mới. Ông còn nói thêm rằng Hội đồng Vàng Thế giới đã nhận thấy sự quan tâm đáng kể từ các ngân hàng trên toàn thế giới đến việc số hóa vàng vật chất. Ông cho rằng sự mờ nhạt của đồng Bitcoin trong suốt năm 2023 có thể cho phép vàng tỏa sáng so với thị trường kỹ thuật số. Cập nhật tình hình của quỹ ETF vàng thì quỹ SPDR đã quay trở lại mua vàng sau những đợt bán ra liên tục vào tuần trước. Lượng nắm giữ hiện tại đang là 890 tấn, tăng thêm 6 tấn vàng so với thời điểm đầu tuần. Tiếp theo sang tới dầu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30 tháng 8, giá dầu tăng gần 50 cent khi dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy nguồn cung dầu thô thắt chặt hơn dự kiến, trong khi lo ngại về kinh tế Trung Quốc hạn chế mức tăng. Ngày 30 tháng 8, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 8 đã giảm 10,6 triệu thùng, xuống còn 422,9 triệu thùng. Mức giảm ngày cao gấp 3 lần so với mức giảm dự kiến của các nhà phân tích. Trong một diễn biến khác, các nhà phân tích kỳ vọng Ả Rập Xê Út sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện 1 triệu thùng trên ngày đến tháng 10, khiến nguồn cung dầu bị thắt chặt. Với việc kéo dài cắt giảm sản lượng có thể xảy ra này, dự báo giá chính thức của Ả Rập Xê Út đối với các loại dầu thô bán sang châu Á trong tháng 10 sẽ được đẩy lên mức cao nhất trong năm nay. Trong khi đó, ngày 30 tháng 8, quân đội đã nắm quyền ở Gabon và điều này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô của nước này khiến thị trường dầu thắt chặt hơn nữa. Theo dữ liệu theo dõi tàu biển của Kepler, từ tháng 5 đến tháng 7, trung bình hàng tháng Gabon đã xuất khẩu 160.000 thùng trên ngày sang châu Á. Hạn chế mức tăng của giá dầu trong phiên giao dịch là lo ngại về tình hình kinh tế ở Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới. Các thương nhân và nhà phân tích cho biết các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc sẵn sàng tăng xuất khẩu dầu diesel trong tháng 9 lên hơn 1 triệu tấn do họ dự kiến sẽ nhận được thêm hạn ngạch xuất khẩu từ Bắc Kinh. Và đó là những tin tức mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Tiếp theo đây thì anh Sơn sẽ đưa cho các bạn về cập nhật tình hình thị trường trên biểu đồ. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video cập nhật thị trường của Invest và mình là Sơn. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một chút tin tức ngày hôm nay là ngày 31 tháng 8, ngày thứ năm. Thì ngày hôm nay là một ngày có khá là nhiều tin quan trọng, mọi người lưu ý nhé. Có các cái tin quan trọng liên quan đến CPI và công bố các cái chính sách tiền tệ của đồng euro. Và phiên Mỹ thì có rất là nhiều tin quan trọng liên quan đến đề nghị trợ cấp thất nghiệp, PCE lõi.
Đây là một vài cái mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái việc là giao dịch trong ngày hôm nay và ngày mai. Đến với cái phần phân tích đồ thị thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với DXY. Thì DXY mọi người có thể quan sát là sau một giai đoạn là tăng rất là mạnh thì DXY đến thời điểm hiện tại đang cần phải điều chỉnh. Và DXY đã chạm cái mốc ở 104. Đây, 104 nhá. 104.5. Sau đó thì DXY đã quay đầu rất là mạnh và 3 ngày liên tiếp DXY giảm. Thì đến ngày hôm nay là ngày 31 tháng 8 thì DXY đang có một cái nhịp phản ứng ngay tại cái vùng cản ở 103. Mọi người có thể nhìn thấy ở 103 ở đây. Thì hiện tại DXY đang có một cái nhịp tích lũy trong phiên Á và phiên Âu và chờ đợi tin tức tối ngày hôm nay là ngày thứ 5 có rất là nhiều tin quan trọng. Cho nên có thể là DXY sẽ đi sideways quanh vùng này và có thể sẽ có một cái nhịp hồi lên phía trên này. Ở phía đây. Hồi ngược lại vị trí ở mức là từ 103 đến 103.37 ở khu vực này, 103.4. Và có thể là sẽ tiếp tục quay và đi xuống. Thì DXY sẽ cần phải điều chỉnh theo cái nhịp hồi kỹ thuật này. Bởi vì DXY đã tăng trong một giai đoạn rất là dài rồi. Tính từ ngày 14 tháng 7 đến thời điểm hiện tại là ngày 25 tháng 8 là đạt đỉnh cao nhất ở 104.5. Và ngày hôm nay là ngày 31 tháng 8. Và mình dự đoán rằng DXY có thể sẽ có những cái nhịp hồi giảm tiếp ở trong thời gian tới. Có thể sẽ xuống những cái mốc thấp hơn là 102.7 hoặc 101.9. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với vàng. Thì khi mà chúng ta quan sát được DXY rồi ấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn sang vàng. Thì vàng khi mà DXY điều chỉnh giảm ấy, thì vàng có một cái nhịp điều chỉnh tăng. Đây cũng là một nhịp mình đánh giá là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật thôi. Không hề có những tin tức cơ bản nào liên quan đến việc là DXY và vàng bị ảnh hưởng bởi tin tức. Thì chúng ta có thể nhìn sang ở cái vùng hiện tại là vàng đang ở mức là ở 1945.8. Thì cái mức cao nhất đêm ngày hôm qua vàng đạt được là 1949. Thì các cái vùng cản mà mình thấy rằng hiện tại vàng đang đi là ở vùng cản ở 1944 đến 1949. Thì đây là một cái vùng cản chúng ta có thể nhìn thấy là phản ứng rất là nhiều lần trong quá khứ rồi. Đây, cái vùng là 1949 đến 1944. Thì các cái mốc phản ứng cũ này mình sẽ vẽ luôn cái phần hỗ trợ ở khu vực này. Thì đây là một cái vùng phản ứng ấy, và cộng với việc là chúng ta phân tích DXY ở phía bên kia thì chúng ta thấy được rằng là khu vực này khả năng rất cao và sideways hết trong vòng phiên Á và phiên Âu ở các mốc từ 1948 đến 1942. Đây là hai cái mốc mình nghĩ rằng vàng có thể sẽ đi sideways qua quanh vùng này và có thể sẽ chúng ta sẽ canh điểm các cái vùng này để mua và bán. Vậy đến phiên Mỹ thì sao? Thì đến phiên Mỹ khả năng rất cao là có thể là DXY sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm và mình dự đoán là có thể là vàng sẽ đạt các cái mốc cao hơn ở mức khoảng tầm 1950 đến 1955 hoặc là cao hơn nữa là ở khoảng tầm 1960. Vậy thì những cái mốc này là những cái mốc mình nghĩ rằng là vàng hoàn toàn có thể đạt được bởi vì những cái vùng cản gần nhất ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Đi rất là dễ, có thể đạt được ngay những cái mốc phía trên cao này, chỉ cách khoảng độ 10 đến 20 giá thôi. Thì đây là một cái biên độ mà vàng rất dễ đạt được trong giai đoạn gần đây. Ví dụ như là ngày 29 tháng 8 chúng ta có thể thấy là vàng từ mốc là 1916 có thể tăng lên mốc là 1937. Thì nó đi được khoảng tầm 20 giá thì chúng ta không thể nào loại trừ được việc là vàng có thể sẽ tăng lại các mốc ở mức 1950 đến 1960. Tiếp theo là đến với dầu. Thì chúng ta có thể thấy rằng dầu đang nằm trong một cái chân tăng rất là rõ và cái chân tăng là một chân tăng đều và tăng rất là mạnh. Mọi người có thể nhìn thấy là có một vài cái lưu ý nhỏ, đó là các cái dâu nến của các cây nến trên khung H1 và H4 của dầu đợt này rất là dài, cho nên nếu như chúng ta giao dịch với dầu, sản phẩm dầu ấy mà chúng ta không để ý các cái mức đặt SL thì rất là dễ bị quét. Mình ví dụ như trường hợp là dầu rơi về cái vùng là 79.78 của ngày 29 tháng 8 thì dầu không có phản ứng ngay lập tức là đi lên ở đây mà quét xuống một cái dấu rất là dài về mức là 79.3 sau đó mới phi lên tiếp. Hoặc là ngày hôm qua là ngày 30 tháng 8 thì dầu cũng phản ứng ở mức là 81.2 nhưng mà quét xuống tận bao nhiêu ạ? 80.8 đây này. Hoặc là những cái vùng này đều quét xuống rất là sâu. Cho nên đợt này chúng ta giao dịch dầu chúng ta nên đặt SL dài hơn và bắt ở những vùng thấp hơn so với các vùng cản. Và dầu thì mình dự đoán là vẫn sẽ còn tiếp tục tăng tiếp trong thời gian tới. Và hiện tại thì dầu đã chạm cái mốc cao nhất ngày hôm qua là mốc ở 82. Đây. Mốc ở 81, 82. Thì đây là cái mốc cao nhất, sau đó dầu đã quay đầu.
Thì ngày hôm nay mình dự đoán là dầu sẽ tiếp tục có cái nhịp tăng. Tuy nhiên chúng ta muốn mua dầu thì chúng ta hãy canh những cái vùng, ví dụ ở thời điểm hiện tại này thì giá dầu đang phản ứng ở cái vùng là 81.5. Thì ở vùng giá này ấy, chúng ta sẽ canh và đặt SL ở mức dài hơn ở cái mốc là 80.85. Có thể chúng ta sẽ đặt limit ở những cái vùng thấp hơn như này để tránh trong trường hợp là dầu có những cái nhịp quét xuống, có những cái dầu dài như này sẽ quét thanh khoản ở phía dưới này, sẽ làm cho lệnh của chúng ta bị SL. Cho nên giai đoạn này giao dịch dầu mọi người nhớ lưu ý là đặt SL dài hơn và có thể bắt ở những vùng thấp hơn so với các cái vùng cản mà chúng ta có thể xác định được ở trên cái biểu đồ kỹ thuật. Vừa rồi là một vài cập nhật thị trường của mình liên quan đến vàng, DXY và dầu.